giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo một điều tra mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh đột quỵ là một trong 10 bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và 2/3 trong số những quốc gia được khảo sát thì đột quỵ là một trong 3 bệnh gây tử vong cao nhất. Vì vậy mà hôm nay quý vị đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch để giúp quý vị và các bạn gặp gỡ bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh để cung cấp một số những thông tin liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này đến quý vị và các bạn. Vâng, thưa bác sĩ có thể cho quý vị cũng như khán giả đang theo dõi chương trình biết một cái cách cụ thể và ngắn gọn nhất về khái niệm đột quỵ và nguyên nhân nào dẫn đến bị đột quỵ ạ? Đột quỵ đúng như chị nói là một bệnh bây giờ rất là phổ biến và thường hay gặp. Đột quỵ hay là tai biến mạch máu não là do một phần não bị hư hại đột ngột do thiếu máu nuôi dưỡng. Mà như chúng ta đã biết là máu là cái phần mà đem oxy và chất dinh dưỡng đi để nuôi dưỡng cơ thể, trong đó có não. Khi mà một phần não bị thiếu máu nuôi dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng là những cái phần não đó chi phối sẽ bị tổn thương, sẽ gây nên tình trạng là yếu liệt hoặc là không nói được, hay bệnh nhân đại tiểu tiện không tự chủ thì người ta gọi đấy là bệnh đột quỵ. Còn nguyên nhân gây nên bệnh đột quỵ thì cho xã hội phát triển bây giờ thì cái xu hướng mà những cái bệnh mà gây nên bệnh đột quỵ thì sẽ tăng lên, như là những người lớn tuổi là nguy cơ cao nhất gây bệnh đột quỵ. Cái thứ hai nữa là bệnh đột quỵ thường hay gặp ở những người mà có tiền sử bị tăng huyết áp, bị đái tháo đường, bị rối loạn chuyển hóa mỡ, hay là một số những bệnh nhân mà bị bệnh tim từ nhỏ. Một số người còn có thể là do bị dị dạng mạch máu não từ nhỏ, cũng có thể là lớn lên rất dễ bị đột quỵ. Và bây giờ do mình cái chế độ ăn uống sinh hoạt thường là thiên về tĩnh nhiều hơn, cho nên dẫn đến bệnh béo phì, và đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên bệnh đột quỵ. Khi mà người nhà hoặc là bạn bè hoặc người thân của mình bị đột quỵ thì chúng ta phải xử trí như thế nào là tốt nhất ạ? Khi có người nhà, người thân mình bị đột quỵ thì nếu như mình đứng ở gần thì ngay lập tức mình phải đỡ người nhà, người thân để tránh bệnh nhân khỏi bị ngã. Cái thứ hai nữa là khi mà đã đỡ được bệnh nhân rồi thì mình đặt bệnh nhân nằm xuống và cho nằm nghiêng sang một bên. Nếu mà có nôn ói thì sẽ dùng cái tay để móc cái chất nôn đấy ra ngoài để tránh bị sặc cái chất nôn vào trong. Cái thứ ba nữa là đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị. Và nếu như cái cơ sở y tế này mà đủ điều kiện để điều trị thì mình giữ bệnh nhân ở lại cơ sở y tế đó điều trị, không nên là chuyển bệnh nhân đi ngay. Còn tránh cái tình trạng là mình tự dùng thuốc, tức là mình có thể nhỏ thuốc hạ áp, hay là có những người thì lại dùng thuốc thái quá thì làm cho huyết áp người ta tụt xuống quá thì làm lại nặng lên cái bệnh đột quỵ đó. Hoặc là có những tình trạng thì lại thờ ơ quá, lại nghĩ rằng là đây chỉ là bị cảm, như dân gian hay nói là bị cảm hay bị trúng gió thì mình lại đi đánh gió thôi. Thì sau đó thì lại để cho bệnh nhân một cái di chứng nặng nề hơn. Thì mình cũng nên có một thái độ là đến nhân viên y tế và để được nhân viên y tế tư vấn kịp thời để chuyển đi bệnh viện điều trị tốt nhất ạ. Dạ vâng, là một căn bệnh khá là nguy hiểm. Vậy thì bệnh đột quỵ chúng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không? Và bệnh nhân đã bị đột quỵ rồi thì có khả năng tái phát hay không ạ? Bệnh đột quỵ là một bệnh nếu như nói chữa khỏi hoàn toàn thì rất là khó. Bởi vì trong đột quỵ thì nó chia ra 3 loại. Thứ nhất là một cái là cơn thiếu máu thoáng qua. Một cái nữa là cái nhồi máu não, một cái xuất huyết não. Nếu như mà cái thể mà thiếu máu thoáng qua trong 24 giờ đầu thì hiện nay người ta đã có thể dùng hoặc là nhồi máu não trong 3 giờ đầu thì người ta có thể dùng những cái phương pháp can thiệp sớm ở những cái trung tâm tim mạch thì có thể là bệnh nhân khỏi lại hoàn toàn. Nhưng còn tất cả những cái mà khi mình để quá 3 tiếng mà sau khi đã bị nhồi máu não hoặc xuất huyết não thì thường để lại một cái di chứng. Mà di chứng của bệnh tai biến mạch máu não như các bạn đã biết thì nó cũng rất là nặng nề, rất là tổn hại về tinh thần vật chất cho toàn thể gia đình và xã hội. Còn để cho bệnh có bị tái phát hay không thì đây là một bệnh rất dễ bị tái phát. Vì trên một cái cơ địa như tôi đã nói ở trên là những người lớn tuổi, những người mắc các cái bệnh kết hợp như là tăng huyết áp hoặc đái tháo đường hay là bị rối loạn chuyển hóa mỡ. Thì tất cả những cái bệnh này thì nó càng ngày nó càng nặng dần theo tuổi tác và theo cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình hàng ngày. Chính vì thế cho nên là cái nguy cơ mà bị tái phát thì rất là cao. Thì một trong những cái lời khuyên khi mà chúng tôi làm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch là cái khoa châm cứu của chúng tôi, đây là cái khoa mà tiếp nhận rất là nhiều những bệnh nhân tai biến mạch máu não đến và đã điều trị, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân đỡ thì rất cao, phải đến hơn 90% là bệnh nhân đỡ bệnh. Nhưng bao giờ mà khi bệnh nhân ra viện thì những cái lời khuyên cho bệnh nhân rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải hướng dẫn bệnh nhân phải đến tái khám định kỳ đúng hẹn và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Và khi được đến tái khám định kỳ thì sẽ được bác sĩ điều chỉnh cái đơn thuốc đấy làm sao cho phù hợp. Thứ hai nữa là bệnh nhân về nhà, trước khi về và trong quá trình nằm viện
thì chúng tôi đã hướng dẫn cho bệnh nhân cách tập luyện để làm sao bệnh nhân về nhà có thể chính bản thân mình tự tập luyện được và người nhà cũng phụ giúp bệnh nhân tự tập luyện được để bệnh nhân có được một cái tinh thần phấn chấn để bệnh nhân sẽ cố gắng luyện tập. Thì cái luyện tập này nó phải đi theo bệnh nhân suốt cả đời, kèm theo một cái luyện tập là hướng dẫn cái chế độ ăn cho nó đúng để bệnh nhân có được cái chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, luyện tập hợp lý, kèm theo là uống thuốc. Thì cái đơn thuốc này phải đi theo của bác sĩ chứ tránh tình trạng tôi khuyên rất là chân tình, đấy là một số bệnh nhân thấy mình đã đỡ bệnh hoặc là thấy một cái bệnh nhân hàng xóm ở đấy uống cái thuốc để đỡ bệnh, tự ý ngừng thuốc hoặc tự ý mượn đơn của bệnh nhân hàng xóm uống thì đấy là một điều rất là nguy hiểm. Do đó là cái điều quan trọng nhất đấy là mọi người toàn thể từ bác sĩ đến gia đình đến bệnh nhân đều phải quan tâm để chia sẻ với người bệnh tai biến mạch máu não thì sẽ đem lại cái cuộc sống cho người ta có ý nghĩa hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh về những thông tin và những cái lời khuyên rất là cụ thể và bổ ích vừa rồi ạ. Và chúc bác sĩ sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Đoàn Ngọc Khanh, quý vị và các bạn đã có thêm cho mình những thông tin cần thiết về căn bệnh đột quỵ cũng như là cách xử lý và phòng trị kịp thời.